Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình tối nay thứ 6 ngày 16 tháng 8 có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 khảo sát thực tế tại Thanh Hóa. Tăng cường liên kết sản xuất và phân phối sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp giữa tỉnh Thanh Hóa với các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2030 nằm trong nhóm 5 tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước về chính quyền số. Trong phần tin thời sự quốc tế, bà Pê Thông Tan Sinh Quát, lãnh đạo đảng vì nước Thái, được bầu làm thủ tướng thứ 31 của Thái Lan. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 16 tháng 8, đoàn cán bộ học viên lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, lớp thứ nhất, do Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đi nghiên cứu thực tế tại tỉnh Thanh Hóa. Tham gia đoàn có đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa và các học viên của lớp bồi dưỡng. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Tiến Hiệu, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh. Tại nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, Đoàn đã nắm bắt về quá trình đầu tư và tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị. Đây là dự án trọng điểm quốc gia về dầu khí nằm trong chiến lược và quy hoạch ngành dầu khí Việt Nam đã được Bộ Chính trị thông qua. Với tổng mức đầu tư hơn 9 tỷ đô la Mỹ, nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đi vào hoạt động thương mại năm 2018, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng của quốc gia khi đáp ứng khoảng 40% nhu cầu tiêu thụ xăng dầu nội địa, đồng thời đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa và của đất nước. Hiện nay, nhà máy có gần 1.300 lao động đến từ 19 quốc tịch trên thế giới. Với công suất chế biến 200.000 thùng dầu thô một ngày, tương đương khoảng 10 triệu tấn một năm. Kể từ khi đi vào vận hành thương mại tới nay, nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đã cung ứng ra thị trường hơn 34 triệu tấn xăng dầu các loại, đóng góp gần 4 tỷ đô la Mỹ tiền thuế vào ngân sách nhà nước. Riêng năm 2023 đã đóng góp ngân sách 820 triệu đô la Mỹ. Tiếp đó, đoàn cán bộ, học viên lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã đến thăm nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2. Nhà máy có tổng mức đầu tư gần 2,8 tỷ đô la Mỹ do liên danh tổng công ty điện lực Kepco Hàn Quốc, tập đoàn Marubeni và công ty điện lực Tohoku Nhật Bản làm chủ đầu tư. Công suất tinh của nhà máy là 1.200 MW, sản lượng trung bình hơn 7,8 tỷ kWh một năm sản lượng điện sản xuất năm 2024 dự kiến đạt 8,5 tỷ kWh, đóng góp khoảng 3% tổng lượng tiêu thụ điện cả nước. Sau chuyến khảo sát thực tế tại khu kinh tế Nghi Sơn, ngày mai đoàn tiếp tục làm việc với tỉnh Thanh Hóa về tình hình phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư, công tác quản lý và phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay. Sáng nay ngày 16 tháng 8, tại Trung tâm Hội nghị 25B thành phố Thanh Hóa, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức khai trương không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh tới dự. Không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh thành phố khu vực phía Bắc năm 2024 bao gồm 82 gian hàng, là các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa và 19 tỉnh thành phố khu vực phía Bắc, trong đó có 36 gian hàng của các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp, các địa phương trong tỉnh, 46 gian hàng của các tỉnh thành phố bạn. Hàng hóa, sản phẩm trưng bày phong phú, đảm bảo các tiêu chí về nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định. Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Thi nêu rõ, Việc khai trương không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh thành phố khu vực phía Bắc năm 2024 và các hoạt động liên quan sẽ tạo cơ hội để các cơ quan đơn vị và các chủ thể sản xuất kinh doanh của các địa phương giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu tiềm năng lợi thế, cơ hội đầu tư, quảng bá các sản phẩm hàng hóa chủ lực có thế mạnh của mình đến các hệ thống phân phối, các đối tác và người tiêu dùng. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh hy vọng qua sự kiện này sẽ có nhiều hợp đồng kinh tế biên bản ghi nhớ về cung cấp tiêu thụ sản phẩm được ký kết góp phần thúc đẩy sản xuất lưu thông hàng hóa giữa các địa phương hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến cung ứng phân phối và tiêu thụ sản phẩm góp phần đảm bảo cân đối cung cầu bình ổn thị trường đồng chí đề nghị sở công thương và các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện tốt phương án đảm bảo an ninh trật tự an toàn cho các hoạt động sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp của tỉnh và các tỉnh bạn trong quá trình tham gia sự kiện đồng thời tạo thuận lợi cho nhân dân du khách đến tham quan mua sắm và trải nghiệm các sản phẩm hàng hóa dịch vụ. Không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh thành phố phía Bắc năm 2024 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 8. Cũng trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã tham dự hội nghị kết nối doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu và phân phối các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa với các tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc năm 2024. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đã giới thiệu tới các đại biểu về các cơ chế, chính sách ưu đãi của tỉnh Thanh Hóa nhằm khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh đại diện các đơn vị doanh nghiệp của các tỉnh cũng đã chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, giới thiệu sản phẩm, năng lực sản xuất, quy mô sản xuất, tình hình sản xuất kinh doanh các sản phẩm chủ lực có thế mạnh, khả năng cung và nhu cầu tiêu thụ, các cơ hội liên kết hợp tác kinh doanh. Đồng thời, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa giữa các địa phương trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi khẳng định, mặc dù đã đạt được một số kết quả tích cực, nhưng hoạt động tiêu thụ nhiều sản phẩm sản xuất của Thanh Hóa còn gặp khó khăn, chưa hình thành được các chuỗi liên kết bao tiêu, phân phối quy mô lớn và ổn định. Điều này đã làm hạn chế việc mở rộng sản xuất thị trường kinh doanh xuất khẩu. Do đó, đòi hỏi thời gian tới phải có sự tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp sản xuất trong tỉnh với doanh nghiệp phân phối tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của các địa phương trong cả nước ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa kỳ vọng hội nghị kết nối sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp tìm hiểu trở thành các đối tác tin cậy của nhau từ đó thúc đẩy hoạt động kinh doanh phân phối tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa của tỉnh thanh hóa nói riêng và các địa phương trong khu vực nói chung đưa các sản phẩm hàng hóa có chất lượng tốt thương hiệu uy tín của các địa phương tiếp cận được nhiều hơn tới người tiêu dùng thông qua các hệ thống phân phối lớn trên cả nước Tỉnh Thanh Hóa cam kết sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn công tác kết nối, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ hàng hóa trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị các cơ quan quản lý thương mại, xúc tiến thương mại các tỉnh, thành phố tiếp tục phối hợp để tổ chức thêm nhiều hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy tăng cường kết nối và hợp tác giữa các chủ thể sản xuất, kinh doanh của các địa phương. Trong khuôn khổ hội nghị, các doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh phía Bắc đã ký kết biên bản hợp tác đầu tư sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. Sáng nay ngày 16 tháng 8, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở do Hội Cựu công an nhân dân tỉnh Thanh Hóa trao. Thực hiện chỉ thị số 22 ngày 30 tháng 3 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025. Hội cựu công an nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã phát động các hội viên là cựu sĩ quan, cán bộ chiến sĩ, từng công tác trong lực lượng công an nhân dân đã nghỉ hưu, sinh sống trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, tham gia hưởng ứng. Chỉ trong thời gian ngắn phát động, hội đã quyên góp được 160 triệu đồng, chung tay cùng với tỉnh chăm lo công tác an sinh xã hội cho nhân dân đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy trân trọng cảm ơn tình cảm, sự chung tay của hội cựu công an nhân dân tỉnh Thanh Hóa giúp tỉnh có thêm nguồn lực chăm lo cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở. Đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh cho biết, đến thời điểm này, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh đã nhận được sự chung tay góp sức của hơn 300 lượt cơ quan đơn vị với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ hướng dẫn các địa phương lựa chọn các hộ gia đình đảm bảo tiêu chí để hỗ trợ xây dựng nhà ở, đồng thời quản lý sử dụng nguồn hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng. Sáng ngày 16 tháng 8, xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc đã tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Tới dự có các đồng chí Đinh Thị Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đầu Thanh Tùng, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Trong những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Quang Trung, huyện Ngọc Lạc đã được triển khai linh hoạt, sáng tạo, có sức lan tỏa rộng rãi, thu hút đông đảo cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Trong đó có nhiều mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự hiệu quả đã được xây dựng và nhân rộng như mô hình camera an ninh, hội cựu chiến binh tự quản về an ninh trật tự. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Đinh Thị Mai, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương và đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh, những năm gần đây, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được tổ chức trọng thể thường niên ở các khu dân cư, cơ quan doanh nghiệp, trường học, tạo khí thế sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Thông qua tổ chức Ngày hội, để đánh giá trao đổi về những mô hình hay, cách làm sáng tạo và biểu dương ghi nhận các tập thể cá nhân điển hình trong thực hiện phong trào, các đồng chí đề nghị thời gian tới, cấp ủy chính quyền và toàn thể nhân dân xã Quang Trung nói riêng, huyện Ngọc Lặc nói chung, cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí vai trò tầm quan trọng của phong trào đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh tổ quốc quán triệt sâu sắc quan điểm hướng về cơ sở lấy dân làm gốc lấy khu dân cư là địa bàn hạt nhân để triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nhằm giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở lực lượng công an phát huy tốt vai trò là nòng cốt tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp trong chỉ đạo công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc Nhân dịp này, bệnh viện Công an tỉnh đã phối hợp với bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc, trung tâm y tế huyện và trạm y tế xã Quang Trung tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 150 người dân thuộc gia đình chính sách, đối tượng đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Hội phụ nữ, đoàn thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Ngọc Lặc tổ chức phiên chợ không đồng, bán hàng miễn phí cho hàng trăm người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chiều nay, đồng chí Mai Văn Hải, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã tới dự và chung vui ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với cán bộ nhân dân xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân. Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Xuân Hồng đã được đổi mới về nội dung và hình thức, phù hợp với tình hình thực tiễn và gắn kết chặt chẽ với các chương trình phát triển kinh tế xã hội, các phong trào, cuộc vận động khác ở địa phương. Đến nay, xã đã xây dựng được 6 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trên địa bàn xã không xảy ra trọng án và tội phạm nghiêm trọng, tệ nạn xã hội được phát hiện và xử lý kịp thời. Nhân dân sinh sống yên bình, hòa thuận, yên tâm phát triển kinh tế. Phát biểu tại ngày hội, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa Mai Văn Hải ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cấp ủy, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Xuân Hồng đã đạt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua. Đồng chí đề nghị xã tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của phong trào, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đồng thời nghiên cứu xây dựng phong trào trên không gian mạng, kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Lực lượng công an xã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tham mưu các kế hoạch nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng chí Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đề nghị mỗi người dân trong xã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, đùm bọc, cùng nhau tham gia bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng gia đình và thôn xóm bình yên. Chiều nay ngày 16 tháng 8 tại thành phố Cần Thơ, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Cần Thơ và Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Thủ Đức, Câu lạc bộ doanh nhân Thanh Hóa tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại tại thành phố Cần Thơ với sự tham gia của hơn 300 doanh nghiệp. Tại hội nghị, các đại biểu và các doanh nghiệp doanh nhân đã được thông tin giới thiệu những tiềm năng thế mạnh, định hướng phát triển của tỉnh Thanh Hóa, thành phố Cần Thơ và thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh những cơ chế chính sách, lĩnh vực, dự án các địa phương đang tập trung ưu tiên mời gọi, thu hút đầu tư. Các ý kiến thảo luận đều cho rằng thị trường Thanh Hóa, thành phố Cần Thơ và thành phố Thủ Đức còn rất nhiều dư địa để doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm khai thác, trở thành đối tác chiến lược tin cậy trong thời gian tới. Các hội, hiệp hội doanh nghiệp cũng chia sẻ thêm về kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, phương án đầu tư, áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, cách thức khai thác và phát triển thị trường. Nhiều doanh nghiệp doanh nhân thành phố Thủ Đức, thành phố Cần Thơ cũng bày tỏ sự quan tâm đến một số lĩnh vực tiềm năng và mong muốn nghiên cứu, tìm hiểu kỹ hơn và sớm được triển khai các hoạt động khảo sát, xúc tiến đầu tư thương mại vào tỉnh Thanh Hóa. Phát biểu tại hội nghị, đại diện hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa khẳng định, hiệp hội sẽ nỗ lực làm tốt vai trò là cầu nối giữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư từ các tỉnh bạn với chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án cũng như trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra lễ ký kết các bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Thanh Hóa, thành phố Cần Thơ và thành phố Thủ Đức giữa các hội, hiệp hội, câu lạc bộ doanh nghiệp và các doanh nghiệp của ba địa phương. Thưa quý vị và các bạn, với nhiều giải pháp cụ thể, đồng bộ trong tập trung cải cách hành chính, thu hút đầu tư, tạo thuận lợi cho phát triển doanh nghiệp. 7 tháng năm 2024, toàn tỉnh Thanh Hóa đã thành lập mới 1.919 doanh nghiệp, đạt 64% kế hoạch và tăng 23,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đang chú ý, đã có nhiều địa phương sớm hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch cả năm 2024. Xác định phát triển doanh nghiệp là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội của địa phương. Từ đầu năm đến nay, huyện Như Xuân đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, khuyến khích vận động các hộ kinh doanh đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp. Bên cạnh đó, huyện cũng chỉ đạo các phòng ban chuyên môn quan tâm ra soát, nắm bắt, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, cơ sở hạ tầng, tạo thuận lợi trong thu hút đầu tư. Nhờ vậy, 7 tháng qua, huyện đã có 24 doanh nghiệp thành lập mới, bằng 160% kế hoạch năm. Gia đình mình cũng chuyển đổi từ hộ gia đình lên thành lập thành công ty thì từ khi thành lập công ty thì mình thấy mọi thứ thì nhà nước quản lý có thể dễ dàng hơn mà mình thì mình cũng thấy ổn tại vì là những năm đầu tiên ba năm đầu tiên là các hộ gia đình chuyển đổi lên công ty thì được miễn thuế môn bài sau hóa đơn nó cũng thuận lợi dân tin tưởng hơn mua bán nó dễ hơn. Hôm nay chúng tôi phấn đấu đạt được 30 doanh nghiệp để làm sao để hoàn thành được cái chỉ tiêu của cái nhiệm kỳ thì huyện cũng tiếp tục là tuyên truyền vận động và tạo mọi cơ chế chính sách những cho các doanh nghiệp đã thành lập tiếp tục hoạt động một cách ổn định và có hiệu quả. Tính đến cuối tháng 7 năm 2024, toàn tỉnh Thanh Hóa có 6 huyện đã vượt kế hoạch phát triển doanh nghiệp năm, gồm Thường Xuân, Như Xuân, Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Nông Cống, Quan Sơn. Nhiều địa phương cũng đã hoàn thành trên 70% kế hoạch phát triển doanh nghiệp của cả năm. Có được kết quả này là nhờ ngay từ đầu năm các địa phương đã xây dựng kế hoạch cụ thể, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp về cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì định kỳ việc tiếp và giải đáp kịp thời các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp. Trên địa bàn huyện có 82 doanh nghiệp được thành lập và vượt kế hoạch của tỉnh giao là 32 2% so với kế hoạch của tỉnh giao đây là một cái dấu hiệu tích cực và đây là một cái nhiệm vụ rất quan tâm của các vị chính quyền tiếp tục nắm bắt lại cái tình hình hoạt động của các doanh nghiệp phối hợp với tỉnh để có cái các cái lớp đào tạo bồi dưỡng doanh nhân rồi khử sự doanh nghiệp làm sao cho những cái thành phần đối tượng các cái doanh nghiệp mới được thành lập thì có những cái nhận thức cái hiểu rõ hơn về pháp luật cũng như là chiến lược kinh doanh Năm 2024, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu thành lập mới từ 3.000 doanh nghiệp trở lên. Bên cạnh sự thuận lợi, công tác phát triển doanh nghiệp những tháng cuối năm dự báo sẽ còn khó khăn do ảnh hưởng của lạm phát kinh tế, quy mô hoạt động của đa số doanh nghiệp còn nhỏ và siêu nhỏ. Do vậy, bên cạnh sự phát triển về số lượng, các ngành, các địa phương, đơn vị đang tập trung triển khai nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng, gia tăng năng lực cạnh tranh hướng tới sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp sau khi được thành lập. Cùng với sự hình thành các trung tâm thương mại, siêu thị ở khu vực thành phố, những năm gần đây, tại khu vực nông thôn tỉnh Thanh Hóa, hoạt động thương mại dịch vụ cũng phát triển mạnh mẽ nhanh chóng. Trước kia, người dân nông thôn phải lên thành phố để mua sắm ở các siêu thị, cửa hàng lớn. Những năm gần đây, ở hầu hết các huyện trong tỉnh, cùng với chợ truyền thống, các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, cửa hàng tự chọn, hệ thống bán lẻ hoạt động theo chuỗi đang tăng nhanh về số lượng, quy mô hoạt động hàng hóa phong phú đáp ứng tốt nhu cầu của người dân. Chúng tôi thì có cái chính sách hàng hóa cho người dân và đảm bảo 22.000 mặt hàng và đảm bảo giá được niêm yết và thứ hai chúng tôi có những cái chương trình khuyến mãi để đảm bảo đảm bảo đáp ứng cái nhu cầu của người tiêu dùng. Chúng tôi hoạt động đến năm nay là bắt đầu bước sang năm thứ tư thì đối với cả cái doanh thu tiêu tiêu dùng của, của trên địa bàn của yên định thì doanh thu chúng tôi tăng trưởng trung bình từ 5 đến 10% trên một năm thì doanh số của chúng tôi đạt hiệu quả khoảng 90%. Hiện nay toàn tỉnh có gần 400 chợ, hơn 30 siêu thị và trung tâm thương mại, hàng chục nghìn cửa hàng tiện ích và cơ sở bán lẻ. Trong đó, khu vực nông thôn chiếm hơn 60%. Các loại hình dịch vụ thương mại này đã góp phần thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong và ngoài tỉnh, nâng cao tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ cho địa phương. Chỉ tính riêng 7 tháng năm 2024, doanh thu bán lẻ của tỉnh Thanh Hóa ước đạt hơn 112.000 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023. Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng các ngành cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng để người dân yên tâm mua sắm. Trong thời gian tiếp theo thì đội quản lý trường 3 chúng tôi sẽ tiếp tục nói chung là tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật Đến từng hộ kinh doanh về thực hiện đánh giá và bán theo giá nguyên biết và kiên quyết nói chung là xử lý những cái hộ kinh doanh hàng không đúng không đủ và hàng không hàng kém chất lượng và hàng giá không đúng và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Để đẩy mạnh phát triển dịch vụ thương mại, tỉnh cũng đã và đang tiếp tục triển khai nhiều chính sách phát triển hạ tầng thương mại, đồng thời hỗ trợ khuyến khích các doanh nghiệp về đầu tư các vùng nông thôn miền núi mục tiêu là thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân, phấn đấu nâng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 tăng 17,6% một năm, đến năm 2025 đạt 265.000 tỷ đồng. Tỉnh Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2030 nằm trong nhóm 5 tỉnh thành phố dẫn đầu về chính quyền số. 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động. Việc nỗ lực xây dựng chính quyền điện tử của các địa phương đang tạo nền tảng vững chắc để thanh hóa xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả. Bắt đầu từ cơ sở, việc xây dựng chính quyền điện tử đã được các xã phường, thị trấn triển khai đồng bộ, hiệu quả. Tại xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, mặc dù là một xã miền núi, tuy nhiên việc đầu tư cơ sở vật chất từng bước đồng bộ về hạ tầng công nghệ thông tin được địa phương này đặc biệt quan tâm xã cũng đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao trình độ về ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ. Đến nay, tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến toàn trình của xã đạt trên 75%. Chúng tôi đã bố trí một máy tính và có cán bộ hướng dẫn để khi công dân đến để thực hiện cái giao dịch tại xã Minh Sơn thì được tiếp cận môi trường là công nghệ thông tin và từng bước phấn đấu đến năm hết năm 2024 này thì chúng tôi hoàn thành cái kế hoạch năm 24 và hướng đến năm 2025 thì công dân thành thạo trong việc sử dụng máy vi tính để thực hiện các việc giao dịch trên dịch vụ công trực tuyến. Con người là một trong những yếu tố quyết định đến thành công của quá trình xây dựng chính quyền điện tử. Vì vậy, hai năm qua, hơn 10.000 cán bộ công chức của các sở, ban ngành, ủy ban dân cấp huyện, cấp xã trong toàn tỉnh đã được tập huấn để sử dụng thành thạo công nghệ thông tin trong quá trình làm việc. Nhờ đó, 100% cán bộ công chức từ cấp tỉnh đến cấp xã đã chuyển từ làm việc trên giấy sang làm việc trên môi trường điện tử. Việc trao đổi và quản lý hồ sơ liên thông trên môi trường mạng giữa các cơ quan khối Đảng, chính quyền đoàn thể ở cả ba cấp cũng được thực hiện trên nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu của tỉnh. Ủy ban nhân dân xã tranh thủ các cái nguồn lực phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện để tập huấn và nâng cao các kỹ năng số cho cán bộ nhân viên trong trong xã và kết đấu mối với các doanh nghiệp ví dụ như viễn thông rồi ngân hàng để cài đặt những ứng dụng công nghệ số cho nhân dân. Cùng với con người, hạ tầng và trang thiết bị công nghệ thông tin được các cơ quan đơn vị quan tâm đầu tư đồng bộ hiện đại. Hiện nay, 100% các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh đều có hạ tầng mạng LAN, kết nối internet đảm bảo thông suốt, an toàn để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử của tỉnh đã kết nối liên thông với cổng dịch vụ công quốc gia, cung cấp 982 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 720 dịch vụ công trực tuyến một phần. Thanh Hóa cũng là tỉnh có hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến thuộc diện lớn nhất trong cả nước với hơn 700 điểm cầu từ tỉnh đến xã. Đến thời điểm hiện tại thì có thể nói rằng là các cái chỉ số về chính quyền số thì cơ bản đã hoàn thành. Và trong thời gian tới thì huyện sẽ tiếp tục làm tốt cái công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Đồng thời sẽ phối hợp với lại các sở ngành cấp tỉnh, các doanh nghiệp viễn thông, ngân hàng, các cái đơn vị chủ quản, các cái ứng dụng nền tảng số để có cái đào tạo tập huấn nâng cao các kiến thức kỹ năng số cho cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ được giao. So với nhiều địa phương khác, thanh hóa chưa phải là tỉnh có nguồn lực kinh tế mạnh, nhưng những cách làm chủ động trong xây dựng chính quyền điện tử đã mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, lễ khai giảng năm học 2024-2025 sẽ được diễn ra đồng loạt vào ngày 5 tháng 9. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới ở hầu hết các trường học trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã cơ bản hoàn tất. Từ cuối năm 2023, trường tiểu học Trần Phú thành phố Thanh Hóa đã được Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa đầu tư trên 10 tỷ đồng để xây dựng mới nhà ăn, bếp ăn bán trú, đồng thời cải tạo sửa chữa 14 phòng học đã xuống cấp. Đến thời điểm này, công trình đang gấp rút hoàn thành, dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày khai giảng. Nhà trường đã được nhà nước đầu tư xây khu nhà ăn bán chú và bếp ăn bán chú và cải tạo lại 14 phòng học. Các nhà thầu đã đúc rút tất cả các công trình để 14 phòng học được cải tạo sẽ xong trước ngày 22 tháng 8 để đón các con lớp 1 tiệu trường và khu nhà ăn bán chú sẽ hoàn thành trước ngày 5 tháng 9 khai giảng để cho các con được đến trường ăn bán chú tại trường. Năm học này, cô và trò trường mầm non Phan Đình Phùng rất vui mừng phấn khởi vì được xây dựng ngôi nhà mới khang trang. Đến thời điểm này, cơ sở vật chất của nhà trường đã hoàn thiện, nhiều góc vui chơi được trang trí công phu để tạo hứng thú cho trẻ đến trường. Trong thời gian hè thì các cô giáo đã trang trí các cái phòng nhóm lớp theo chủ đề chủ điểm và nhất là theo các cái mới như sở tem thì nhà trường đã cập nhật để đưa vào trang trí các cái phòng nhóm lớp cũng như là các cái đồ dùng dạy học nhà trường đã cơ bản hoàn thành các cái điều kiện về phòng nhóm lớp cũng như cơ sở vật chất để chuẩn bị đón các cháu đến trường. Để hoàn thành mục tiêu đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, năm 2023, thành phố Thanh Hóa đã đầu tư trên 386 tỷ đồng cho 67 dự án xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo các cấp trường học dự kiến trong năm 2024, đầu tư 89 tỷ đồng cho 42 dự án xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo các cấp trường học, đồng thời tăng cường xã hội hóa, thu hút đầu tư xây dựng trường học tư thục chất lượng cao, thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới, để mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Nhà nước đã quan tâm, đã cho nhà trường đầu tư nhà trường xây một khu nhà mới, 3 tầng gồm 9 phòng học và các phòng chức năng, đồng thời cũng công trình cũng đã sửa chữa khu hiệu bộ và sửa lại khu nhà hai tầng, hoàn thiện sạch sẽ và cơ sở vật chất đến thời điểm bây giờ là tương đối đầy đủ. thì nhà trường cũng mua thêm, sửa sang chỉnh trang thêm cơ sở vật chất như là bàn ghế, đồ dùng học tập cho học sinh để phục vụ cái công tác học tập của học sinh ngày một tốt hơn. Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, hơn 90.000 học sinh của 159 trường học ở các cấp học trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã sẵn sàng bước vào năm học mới. Công an thành phố Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả với quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc, do Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1990, trú tại huyện Đắc Song, tỉnh Đắk Nông cầm đầu. Khởi tố bắt tạm giam 7 đối tượng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh. Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Hưng đã câu kết với Trương Quốc Phong Dinh, sinh năm 1997, trú tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, thành lập công ty trách nhiệm hạn dịch vụ y tế Tích hợp, đăng ký trụ sở tại thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre để ngụy trang cho hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc tân dược giả. Trương Quốc Phong Dinh đã thông qua mạng xã hội để thu mua các loại thuốc ngoại nhập trôi nổi trên thị trường, sau đó dùng côn hoặc hóa chất khác tẩy xóa phần chữ in trên vỉ thuốc và dùng máy in lại thông tin tạo thành thuốc mới. Ngoài ra, Dinh còn thu mua thuốc tân dược sản xuất nội địa với giá rẻ, ngâm vào nước để bong chóc tem nhãn gốc và in dán tem nhãn giả thành thuốc ngoại nhập. Sau đó, Dinh lại thông qua các trang mạng xã hội để quảng cáo có nguồn thuốc kháng sinh của các công ty chính hãng tuôn ra từ nguồn hàng thầu hoặc bán chạy xuyên số trái khu vực. Không xuất được hóa đơn nên có giá rẻ hơn so với hàng chính hãng. Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã bán ra thị trường số lượng lớn thuốc tân dược giả. Cái thủ đoạn của những nhóm đối tượng này là thuê những công nhân thuê những công nhân mà trình độ hiểu biết và văn hóa rất là kém chủ yếu và đa số những cái người mà công nhân để những đối tượng này thuê để vào sản xuất các loại thuốc thì là chưa đủ 18 tuổi và những cái cơ sở sản xuất cái xưởng sản xuất thì nằm ở cái tập cái khu vực dân cư ít người qua lại rồi là không có cái sự giám sát của cơ quan chức năng rồi từ đó các đối tượng lại hoạt động là khi mà sản xuất vào ban đêm để tránh cái sự theo dõi cơ quan chức năng và người dân người ta để ý Quá trình phá án, công an thành phố Thanh Hóa đã khám xét khẩn cấp 5 địa điểm là nơi sản xuất, nơi cất giấu hàng hóa, nơi làm việc của các đối tượng trên địa bàn thành phố Hà Nội, thành phố Cần Thơ và tỉnh Bến Tre. Thu giữ các sản phẩm thuốc tân dược giả gồm 657 hộp thuốc Cefuroxim 500 mg, 3.258 hộp thuốc Cefixim 200 mg, 100 hộp thuốc Alcicin 1 g, 100 hộp thuốc Paradon Extra, 724 hộp thuốc Banacton dạng vỉ nén. 1.080 lọ thuốc Banacton, đồng thời thu giữ 2,2 tấn phụ gia tá phẩm để sản xuất các loại thuốc kháng sinh giả, cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất thuốc tân dược giả. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Chương trình thời sự xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.